gần thôi đấy, đứng nhìn gần 40 rồi đấy, gần đi đến nơi rồi đấy. Ờ nhưng mà đợt trước mình xuống đây nha, mình ôm anh Đông là đầm đầm tay, không đầm, nhưng mà đợt này ôm anh Đông là đầm tay, vừa tay luôn. Anh đang tập gym vừa sai, anh ăn chay tập gym bây giờ lại cơ bắp nó có đấy, 6 múi dồn vào một. Anh Đông không ai hỏi này. Nạnh nạnh anh Quý. Chào buổi sáng hai anh. Chào mẹ Luti. Ờ, tưởng mẹ Tuti. Tám mấy thế? Bác Đông tám mấy? Bác Đông là con hổ. Bác con hổ 98 86. Ừ, anh Đông đợt này cũng ốm nhỉ. Mới số Z này đi. Mình mới ốm mà, mới số Z trùng ngày. Nhưng anh nào anh Đông cho đi cũng đợt. Anh đang tập gym. Tập gym xong là ăn chay để cho cái tâm nó thanh tịnh. Hôm qua mình vào ngủ tầm nào mình không biết luôn. Hôm qua tầm này anh vẫn hát đúng không? Đúng không? Tầm 12 giờ. Hơn em 1 tuổi á. Anh 86, anh 14 tháng 7 mới sinh nhật hôm trước sao? Sinh nhật đúng hôm ốm luôn. Nhưng mà nhìn hơi nhàu thì. Nhìn hơi nhàu. Nhìn này tiến thủ ti cho áp đấy, nhìn là ngoài nhàu lắm này. Nhăn này. À, mắt thì có đôi chỗ có nốt chân chim rồi. Ơ nhưng mà lông mày anh Đông giống lông mày em phết nhỉ. Lông mày anh, em biết lông mày lá gì không? Lá gì? Lá mít. Mít. Mít, mít là phải cái loại là mít lùn đúng không? Mít là mít thái. Hiểu không? Mít mít thái cái giống lùn ấy mà ra sai quả ấy, đúng không? Sai ra khỏi lá gì cả nhà xuống bàn anh biết. Đúng không? Nhà tiến đồ đi xuống bàn. Tiến đồ. Mấy anh em mình đến đón Quang Ninh. Chào Minh, chào mọi người. Chào mừng em Giai đã trở về với bản. À, mùng 2 Quang Ninh sang. Mùng 2 anh em mình lên thủ đô đón. Chào hai anh em, chào mọi người. Khiếp, một bát mì ai cho anh miếng. Ăn cho nó thơm mồm chứ. Ăn cho thơm có mồm. Đói gì đâu. Ăn cho thơm mồm, sáng mai đỡ phải đánh răng. Ở đây mai bác kỷ niệm em cái bàn chải đánh răng thì xuống đây 2-3 ngày chưa đánh răng luôn mà. Đánh làm cái gì? Sáng ra đánh răng làm gì? Đánh răng hỏng men ấy. Tiến tôi giờ này không quay vào đâu à? Tiến tôi thì bán kênh thì mọi người không quay thì đeo xuống, xuống thăm anh em nhưng mà anh em chớp bảo là mai đi quay cái là anh em dập cho không dậy được. Gặp phủ đầu luôn. Đánh phủ đầu luôn. Tiến tôi là chuẩn bị bán kênh nhá. Quá ai mua Tiến tôi bán rẻ. Mình đợt này là stress nhiều nên là em ăn không? Không ạ. Này em một miếng đi. Mồm em đang thơm ăn vào nó lại ấy. Ăn rồi. Mời các bạn ăn dứa. Đợt này đang stress nhiều nên là không có tâm trạng quay video mấy. Mai anh Đông cũng dẫn vào bản xem thăm anh Đông với thăm người dân trong đấy. Thăm vườn cây có ông cây ông, gì không. Hai vợ chồng ôm nhau đến 9-10 giờ mới dậy, người ta 8 rưỡi đi rồi. Ôm một vừa đi. Nhưng mà xuống đây nó mới được ngủ ngon anh ạ. Chẳng lẽ đập phòng gọi không được, không có duyên. 9-10 giờ, 10 giờ mới dậy các bạn. Anh em mình sáng mình đi sớm. Mình không dậy được sớm. Mình ngủ muộn được nhưng không dậy sớm. Ủ sắn dây trong bản anh Đông còn sống không? Còn sống. Ủ sắn dây vẫn còn sống. Ủ sắn dây là cái gì? Cái anh ăn cái củ đấy á. Ừ. Ăn cái củ á. Một cái ụ, một cái như cái đống ấy. À. Một cái đắp đống lên để cho ụ lên trồng như cái ụ ấy. À con gà chân to đẻ chưa? Đẻ rồi. Dạ. Nó đẻ ra con nó có chân to hay chân vẹt? Chân to to vừa vừa. Dạ. Nâu rồi không vào chắc nhìn bản anh Đông khác lắm nhỉ? Khác, đầm mà khổ vẫn thế. Khác chứ, kiểu gì cũng khác. Khác vừa vừa. Lâu không xuống đúng kiểu như là như kiểu nhỡ nhịp. Như kiểu nhà quê ra phố ấy. Xuống đây mà nói chuyện với cả anh em ở đây mà quay còn vườn cây giếng nước của Tiến Tu đi quay vườn cây giếng nước hoa hậu đi. À đâu vườn cây giếng nước đâu ấy? À đợt trước. Mình còn không nhớ đường vào, giờ chỉ có Quang Linh dẫn được mình đường vào chứ còn
Anh Đông là view của anh Tiến. Anh em mình trang bảo của anh Tiến Nguyễn. Anh Đông với anh Tiến Nguyễn thì đúng là cặp bài trùng này. Dạ, bên đây giờ là 00:12. Năm 12:12 các bạn. Hả? Anh Tiến Nguyễn. Anh Tiến sang cùng Minh Linh à? Mùng 2 sang cả em ạ. Anh Tiến đi mây về gió mà. Giờ lại có công ty Hoàng Tiến nữa. Gần phá sản rồi. Sara làm chén đi. Đây giờ các anh này cứ nhìn thấy Sara là gọi là làm chén thôi. Thấy đâu mọi người. Quá, tự nhiên có cái hoa hoa gì đây. Hoa cài mái tóc. Đây, anh làm miếng dứa cho nó thơm mồm. Thơm mồm. Chỉ không ăn dứa ở chú thì mồm anh thối. Anh đâu mà ăn dứa thì sao mai đứa bị đánh răng. Ăn đi sao mai đứa bị đánh răng. Mời các bạn nha, hello Bell nha. Không phải mua em ạ. Đâu có sẵn nữa. À đúng rồi, hoa sứ nhà nhà làng ấy. À. Sao đây này có cái app gì mà sao lại có bông hoa sứ đây nhỉ? Đẹp không? À, app này là 27/7 ấy. À lên vào chỗ. Hoa sứ này biết là màu đâu? Nghĩa Trang. Ở nghĩa địa. Nghĩa Trang. Nghĩa Trang không phải hoa sứ nhà làng. Ở miếu này. Ừ, đúng. Ở miếu này đèn để chùa này hay có này. Thế là tính gắn cho mình thì quan như anh em mình là nghĩa trang. Kiếp thật. Kiếp hai luôn. Ở chùa đúng không? Ở chùa hoa sứ à? Ở chùa hoa sứ. Công ty hai thằng làm tùm lum thằng ăn. Ngọt kê. Ăn bên dưỡng nói. Dưỡng mùa khô ngọt thật. Ngon nhỉ? Mình không biết là ngọt mình ăn ấy, chua chua mình không thích. Ở trong bờ ao em có mấy quả to hết. Thì em mai em mang về, khỏi không nói em gì. Nhìn này, em còn chưa ăn thì mang về em đi anh Tư ấy. Không nhưng mà anh Ninh có vườn dâu tây 10 điểm anh ạ. Ra nhiều lắm. Không biết quả nào đâu, chưa ăn bao giờ? Chưa ăn quả nào? Hôm qua, anh đi... đừng qua là 2-3 quả. Hôm qua ra hồ ngồi ăn 5 điểm đi. Ai đấy? Quả nào? Quên. Xin lỗi bạn. Xin lỗi. Tại vì ăn 2-3 quả nó chưa bỏ rắt răng nên ra là quên. Anh Đông khỏi Việt chưa? Anh Đông khỏi chứ, anh Đông có ốm đâu. Anh khỏi rồi. Anh Đông bây giờ chỉ không bật được quay thôi. Chứ bò thì phát một. Ngon nhờ, ăn bây giờ mà hỏi là anh em mình bao giờ về Việt Nam thì đúng là chưa có lịch các bạn ạ. Quả ấy à, vị rộp à? Không sao, Sơn. Nóng. Anh em để nóng quá. Quên không giải ấy lên.